Những ngày qua, Việt Nam bằng nhiều kênh đối ngoại đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, thì phía Trung Quốc đã không thực hiện mà còn đưa ra những thông tin sai lệch liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa. Để phản bác điều này, thì trong buổi họp báo quốc tế lần thứ ba do Bộ Ngoại giao tổ chức, Việt Nam đã cung cấp cơ sở pháp lý và những bằng chứng không thể chối cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đại diện ban biên giới cũng đã cho biết phía Trung Quốc luôn giải thích không đúng bản chất về công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký vào năm 1958 có liên quan đến Hoàng Sa. Em là Hoàng Thủy báo điện tử Ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban biên giới đã bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc và nêu rõ quan điểm cũng như các bằng chứng của Việt Nam liên quan đến chủ quyền biển đảo. Ít nhất là từ thế kỷ thứ 17, các nhà nước Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền với hai quần đảo này từ khi còn là đất vô chủ. Các nhà nước phong kiến Việt Nam đã thực thi chủ quyền của mình ở Trường Sa và Hoàng Sa một cách hòa bình, liên tục phù hợp với luật pháp quốc tế và không bị quốc gia nào phản đối. Năm 1974, Trung Quốc sử dụng vũ lực để chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Từ góc độ luật pháp quốc tế, việc chiếm đóng bằng vũ lực lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền là phi pháp, không thể đem lại chủ quyền cho Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc luôn viện dẫn sai lệnh công thư của Thủ tướng năm 1958 về việc thừa nhận một cách chính thức chủ quyền của Trung Quốc với Hoàng Sa. Cái công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một cái văn bản ngoại giao. Và cái công thư này nó có cái giá trị pháp lý về những vấn đề mà được nêu trong nội dung của công thư đó là Việt Nam tôn trọng cái 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố trong cái công thư này không có đề cập đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ cũng như là cái vấn đề cái vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa do đó đương nhiên nó không có cái giá trị pháp lý đối với hai về đối với vấn đề chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Còn theo ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, thì Việt Nam đã tiến hành khai thác và thăm dò trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế từ trước năm 1975. Ngay cả khu vực mà Trung Quốc đang đặt trái phép giàn khoan 981, thì Việt Nam cũng đã tiến hành thăm dò nhưng chưa khai thác. Đây là hoạt động bình thường và tuần đúng theo Công ước về Luật Biển năm 1982. Phía Việt Nam đã ký 99 hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài, 30 mỏ đang được khai thác trong vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế và được quốc tế công nhận. Trung Quốc viện dẫn giàn khoan Hải Dương 981 chỉ cách đảo Tri Tôn của Trung Quốc chỉ 21 km, trong khi cách Việt Nam 221 km là sai trái và không được chấp nhận theo luật pháp quốc tế. Thông tin tại cuộc họp báo cho biết hiện phía Việt Nam chưa có thông tin nào về việc Trung Quốc đã khoan thăm dò hay chưa bởi các lực lượng chấp pháp của Việt Nam vẫn chưa tiếp cận được khu vực giàn khoan. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 3 tuần là khoảng thời gian đủ để khảo sát và có thể khoan thăm dò. Theo đánh giá của Việt Nam, thì trữ lượng dầu tại khu vực này cũng không nhiều như Trung Quốc và một số nước đã đưa tin. Cũng liên quan đến những thông tin sai lệch về chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực Hoàng Sa mà nước này đã chiếm đóng bất hợp pháp từ năm 1974, hãng thông tấn Russia Segodnya đã có bài viết đưa ra những thông tin đánh giá hoàn toàn không phù hợp với thực tế về vấn đề chủ quyền cũng như quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Xin mời quý vị và các bạn có thể đọc chi tiết trên trang web vtc.vn